Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hữu Bộ xin chào lâu trăm anh em. Tôi Mạnh chào anh em. Tôi chào lâu trăm anh em. Tôi Bật Tiến chào lâu trăm anh em. Ok các bạn ạ, thì cũng đã rất là lâu rồi ấy, anh em mình chưa làm cái món gì quay trở lại với cả những chiếc đùi gà các bạn ạ. Thì hôm nay thì mấy anh em thấy nhớ thì anh em có mua được rất là nhiều những chiếc tỏi đùi gà các bạn ạ. Rất là ngon, nhìn rất là ngon nha các bạn nha. Tươi ngon luôn. Đó, rất là nhiều, một khay phải đến 30-40 chiếc tỏi đùi gà đấy các bạn ạ. Thì hôm nay anh em mình sẽ thay đổi một xíu đó chị nhà. Anh em mình sẽ đem những chiếc tỏi đùi gà đấy đi, anh em mình đem về, anh em mình chiên xù trên giòn lên một xíu, xong rồi anh em mình trộn với cả cái sốt của Hàn Quốc và anh em mình sẽ chế thêm cái gia vị của Việt Nam nữa, tạo lên cái món gọi là sốt Hàn Quốc lai vị tạo của Việt Nam nha cậu nha. Ngon đấy. Nói chung là những chiếc đùi gà tươi ngon này thì tí khi mà chín ấy, anh em cầm giật như Mạnh giật vừa nãy, kiểu cảm giác nó rất là nhiều thịt thì nó sẽ rất là ngon nha cậu nha. Thì ở đây ngay bây giờ anh em mình sẽ đem những chiếc đùi gà này về, anh em mình luộc cho chín, xong rồi anh em mình chiên qua một lượt, rồi anh em mình mới trộn sốt nha cậu nha. Hôm nay sẽ là món gọi là đùi gà sốt Hàn Quốc lai tạo của Việt Nam, và anh em mình trải nghiệm cái chính là trải nghiệm cái sốt của Hàn Quốc xem sao nha các bạn nha. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ anh em nhá. Đây các bạn ạ, đây là cái công đoạn sau khi mà anh em mình đã luộc xong một khay đùi gà đó rồi các bạn ạ. Thì đây là cái lòng đỏ trứng gà và bột chiên các bạn ạ. Thì sẽ qua lớp này, xong rồi qua một cái lớp gọi là bột chiên nữa, xong rồi anh em mình sẽ cho vào chiên đây các bạn ạ. Đó, nó như này. Thì ở bên trong này là Tiến đang chiên hai chiếc này. Tiến vớt lên cho mọi người xem này. Đó, đây con ạ. Như cam chưa mà chị ạ. Em dơ cao cao lên một xíu. Đây đây con ạ, nó hơi nóng thì mình không cầm được ngay ấy. Thì đây là những chiếc đùi gà sau khi mà anh em mình đã tẩm và anh em mình chiên. Và hiện tại thì nó chưa có gia vị gì cả. Tí anh em mình chiên hết xong số khay đùi gà kia thì anh em mình mới đem đi để sốt nha con nha. Thì cái công đoạn này thì nó hơi mày mò một tí, đó chính là hơi bẩn tay một xíu ấy, nhưng mà một lát nữa sẽ tạo cho anh em cái hương vị khi mà thưởng thức những chiếc đùi gà nó sẽ thơm ngon hơn các bạn ạ. Nó thơm ngon hơn, nếu mà còn giữ được cái vị giòn thì nó sẽ rất là tốt khi mà có cái vị giòn ở bên ngoài những chiếc đùi gà các bạn ạ. Đó, nó xoa đều như này xong rồi qua một cái lớp bột nữa rồi sẽ đưa vào chiên như này nha các bạn nha. Đó, anh mình sẽ chiên hết cái khay đùi gà đó xong rồi anh mình sẽ đem đi sốt và thưởng thức nha các bạn nha. Đây các bạn ạ, vậy là anh mình đã chiên xong một khay đùi gà đây rồi các bạn ạ. Nhìn như là đùi gà KFC luôn, nó và cái mùi của nó rất là thơm này. Thế này là ăn được rồi ấy, nhưng mà anh mình sẽ không ăn luôn như này các bạn ạ, mà anh mình sẽ chế cái sốt trước nha các bạn nha. Thì ở đây ấy, đây là cái gói gọi là gói sốt gà chiên vị cay của Hàn Quốc nha các bạn nha. Đó, cái màu thì mình nhìn thấy nó hơi hơi giống cái màu tương ớt con ạ. Đó, anh mình cho hết vào. Đó, nó hơi giống vị màu tương cà và tương ớt, nhưng mà anh mình sẽ cho thêm vào nha các bạn nha. Anh mình chế sốt xong là anh mình sẽ đổ đùi gà vào và anh mình sốt. Đó, anh mình cho rất là nhiều ớt cay này con này, rồi anh mình sẽ cho thêm tương ớt Việt Nam và tương cà các bạn ạ. Đi ui thơm nhỉ, thơm lừng luôn đấy các bạn ạ. Đó, cái sốt của nhà mình ở đó này, thế thì mình sẽ cho thêm một chút gia vị hạt nêm vào để cho nó đậm đà nhé các bạn. Tí nhưng mình không phải chấm gì ấy, đảo đi ạ. Nói chung là nhà mình lấu một lát nữa xong rồi sẽ còn đấy ui rồi. Nhìn đấy em dơ xúc một sẻng em đổ xuống cho mọi người xem. Đó, cái sốt này các bạn này, anh mình đã trộn thêm tương cà này, tương ớt này, rồi ớt cay, và bây giờ cái vị nó sệt sệt này. Rồi bây giờ anh mình sẽ cho những chiếc đùi gà này vào. Đây em thử xem nào, nó sẽ chuyển màu gì nào. Ui rồi ôi, đùi gà là chuyển sang vị cay nha các bạn nha. Ui nhìn màu rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đó, anh mình sẽ sốt hết như này, xong rồi anh mình sẽ đem đi thưởng thức nha các bạn nha. Sốt hết luôn cái chỗ gọi là đùi gà đấy, xong rồi anh em mình mới đem đi thưởng thức. Đó, anh em mình sẽ sốt từng cái như này các bạn ạ, để nhìn cho nó ngon nha các bạn nha. Ủa ấy,
nhìn rất là ngon luôn này con này. Ui nóng quá nên là mình đang bị cầm tay, nhưng mà nóng quá nên là mình không cầm được. Nhưng mà thử sốt một cái thì nhìn cái chiếc đùi gà này rất là ngon rồi. Đó, anh em mình sẽ sốt hết như này và anh em mình sẽ đem đi để thưởng thức nha các bạn nha. Đây các bạn ạ, vậy là anh em mình đã hoàn thành xong mâm gọi là đùi gà sốt cay Hàn Quốc rồi các bạn ạ. Đó, cái này thì từ đầu mình đã nói rồi thì nó hơi giống vị Hàn Quốc và la cái vị lai của Việt Nam nữa các bạn ạ. Nó tạo nên rất là nhiều hương vị khác nhau, nhìn thì rất là ngon này các bạn này. Anh em mình có rắc thêm một cái lớp vừng bên trên nhìn rất là ngon luôn các bạn ạ. Đó, ngay bây giờ thì anh em sẽ thưởng thức cái mâm gọi là đùi gà sốt Hàn Quốc này, ăn thử xem sao nha các bạn nhá. Nào, thực sự là nhìn rất là thơm và nhìn rất là bắt mắt, rất là ngon luôn các bạn ạ. Ui, nhiều sốt. Mời mọi người nhá. Thử mê. Thơm nhờ. Mồm rộng cái này. Vị nó như nào em? Đó, vị sốt đậm đậm, cay cay, ngọt ngọt luôn. Ôi, nhìn thèm ngon vãi em ạ. Wow. Nào, đến đun chè đi. Cái đó to phải. Đấy, đun chè phang cái nào nhiều sốt ấy. Đây, cái đấy to này. Ngon. Nhìn vậy ngon các bạn nhá. Ui giời ơi. Ui, ăn cái này thì thấy miệng anh em là hơi nhom nhem, hơi bẩn bẩn một xíu quanh vành miệng nha các bạn nè. Ui, sốt ngon thật. Mà nhìn mình cho rất là nhiều ớt của Việt Nam nữa các bạn ạ. Ui, đây các bạn nha. Đến luôn em ơi. Đùi gà lai tạo Việt Nam đây. Mời bạn nha. Sốt thì sốt lai tạo thôi. Mời bạn, sốt Hàn Quốc lai tạo. Ui. Ui. Đây là công nhận là ăn sốt này mồm luôn em thật. Ngon này. Nói chung là bình thường là anh em mình tự làm sốt ấy, rất ít khi anh em mình mua sốt người ta làm sẵn. Nhưng mà bởi vì đùi gà đây mình thấy là nhiều anh em là ăn sốt theo vị của Hàn Quốc ấy, nên hôm nay anh em mình làm thử để trải nghiệm cái vị Hàn Quốc xem sao các bạn ạ. Ngon đúng không? Đậm đậm, cay cay. Nói cảm nhận từ ngoài vào trong chiếc đùi gà này xem nào. Lớp sốt ở ngoài bùi vừng biếc thơm ngậy rồi sốt đến cái lớp gọi là ở giữa gọi là da giòn mà anh mình chiên cắn lại giòn giòn một chút thơm thịt thơm ở trong này. Thì ăn lại mềm mềm, ui giời ơi, một sự kết hợp quá hoàn hảo luôn. Thì là dài nó thơm thơm cái bột chiên sốt mấy gà cái trứng thơm lắm, bên trong mềm mềm, bên trong thịt mềm thơm. Khoảng mỗi cái chóng xương. Ngon. Nói chung là nếu mà để làm một mâm đùi gà như này thì cũng rất là lâu rồi các bạn ạ. Anh em mình không làm cái món gì liên quan đến đùi gà. Nhưng hôm nghĩ vào ăn nhiều hải sản rồi, hôm nay thử đói món gà thử xem thì nghĩ ngay đến cái món gọi là đùi gà gọi là chiên sốt của Hàn Quốc, ăn thử xem sao các bạn ạ. Cái lớp vừng với cái lớp sốt không là đã cháy rất dãi rồi. Uầy. Nhưng mà lúc anh mình chiên xong nhìn như là đùi chiên KFC nhỉ. Ui giời, đùn chè cắm quá. Ngập mồm luôn các bạn ạ. Ui cái mồm này các bạn này. Con mình siêu to luôn. Nói chung là cái nào mà quấn nhiều sốt thì nó sẽ ngon. Nói chung là sau nhiều lần anh em mình làm những cái món mà liên quan đến có một lớp chiên ấy thì mình thấy là anh em nếu mà hơi mất công một xíu đó chính là sẽ sốt từng cái ấy, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nếu mà anh em cho vào trong chảo một đống như này anh em mình đảo ấy thì nó sẽ bung hết cái lớp chiên đi các bạn ạ. Mà cái màu sắc của cái món của anh em mình nó cũng sẽ không được đẹp nữa ấy, các bạn ạ. Lúc mà đùi gà nhìn nó tươi như thế mà bây giờ anh em ăn có cảm thấy cái vị ngọt của gà không? Ngọt ngọt. Gà cứ mới chất lượng ăn này. Mỗi anh em phang tầm 7 gái các bạn ạ là hết luôn cái mâm đùi gà sốt Hàn Quốc này các bạn ạ. Bảy cái hơi quay môn đấy. Được các bạn ạ, mỗi anh em 7 cái phang được. Ngon, ngon.
Đây là mình đầu chọn lọc những cái tỏi đấy con ạ. Bình thường mà mình mà mua đùi để ăn hay là gì đấy thì là mình phang luôn cả đoạn áp cái sườn này của nó ấy con ạ. Là bắp mông mông mông. Đúng rồi, nguyên cả cái cục với lửa thì anh em ăn càng no. Đây chỉ là cái tỏi không thôi con ạ. Gà có bắp. Gọi bắp đùi những người ấy. Mày có đùi ạ? Đúng chà, không bỏ tí nào các bạn ạ. Vét hết cả cái vối sụn của cái tỏi gà này. Nhưng mà chọn cái nào mà kiểu nó... Nói chung là mình nhìn mắt ấy thì thấy cái nào nhìn nó cũng ngon. Nhưng mà đang chọn xem là cái nào nó kiểu màu mè một xíu ấy. Ôi giời ơi. Cái vị thơm ấy, cái mùi thơm nó bay ra tận chỗ mình luôn các bạn ạ, thơm lưng luôn ấy. Nào, đồ chè chọn cái nào nào. Chút giòn đấy. Nào đây. Chút giòn thật. Ui, ăn lớp da chiên giòn, ngầm với sốt đâu. Bột của anh mình làm là cái bột gọi là bột tổng hợp các bạn ạ, không phải bột chiên giòn như bình thường anh mình làm đâu. Như bình thường anh mình làm ấy thì sẽ rất là tốn trứng các bạn ạ. Nhưng mà cái bột tổng hợp này thì không tốn nhiều quá trứng đâu. Anh mình mà làm khoảng độ 100 cái đùi ấy thì anh mình phải mất đến 100 quả trứng. Anh mình chỉ lấy lòng đỏ thôi, nhưng mà riêng lần này ấy, là anh mình chỉ mất đâu có khoảng độ 6-7 quả lòng đỏ trứng gà thôi là anh em mình đã chiên được một cái lớp như là đùi chiên KFC rồi. Còn những cái đùi trong thì trong cắn nó lóng thơm ấy, bóng mồm à. Những cái lớp trứng là bột chiên đấy các bạn ạ. Anh dám chứ? Khí đang trèo à. Bột chiên. Họ ban. Họ thì phải đi vã vào nhá. Nào, chiến thôi anh em ơi. Ui mọi người ơi, cái đùi này mà chắc cả mọi người nhá. Ui nó thơm thơm. Rồi rồi, ngon các bạn. Ngon. Cái lớp sốt bên ngoài ấy, cái vị của nó sẽ là trong trắng buốt, kiểu chua chua ngọt ngọt, xong nó cay cay các bạn ạ. Nó cay cay một xíu. Cái vị tương ớt rồi tương cà thì mình cho thêm nữa. Ớt, ớt băm. Ớt băm nó cay cay ấy. Cái tê miệng. Cái miệng này các bạn này nhom nhem ấy. Đó. Ăn món này thì nó hơi hơi như vậy một tí. Ừ, ngon đấy, nó được chảy. Phát cái này luôn. Điều sốt ngon. Ui. Bọn thế phải đúng không? Rồi cả cái. Cái sẽ không vừa mồm. Sợi. Cái đùi gà khi mà anh mình sốt kiểu này ấy, thì đầu tiên mình thấy là kiểu cái vị của nó nha các bạn nha. Thế thì bên trong còn rất là mềm. Nếu mà anh em mà ăn kiểu đùi gà chiên mà kiểu chấm chấm tương ớt những thứ ấy, thì nó sẽ tạo cho anh em kiểu cảm giác gọi là ngon ngon rồi, lóng ngon. Kiểu nếu mà anh em mà chiên KFC những thứ ấy thì ăn nó sẽ ngấy hơn rất nhiều, mà anh em phải chấm tương ớt. Còn cái loại này thì bên trong thịt nó sẽ kiểu mềm hơn nha cậu nha. Đây mọi người sẽ thấy là cái đùi gà này. Mình sẽ cắn thử cho mọi người xem nào. Đây đùi. Tay. Tay mồm. Nó mấy cái. Nó gì? Mồm. Mọi người ạ. Mồm cậu này là cậu giống mấy anh em vừa đi hút cống về xong các bạn ạ. Thank you.
Ui. Thế này, thầy biết như nào là hút cống không? Ôi chịu, không biết. Kém. Quá kém. À, thì ý là chú biết gì, đâu làm xem nào. Như dạ. Đấy, nó đỏ đỏ nha. Đấy, gì à? Thế thì ăn luôn đi. Đúng cái công đi táng rồi. Thế thôi nè. Đây các bạn ạ. Cái đùi này của mình nó lăm ra cái lớp da, bây giờ lớp bột những thứ này các bạn này. Đó. Úi. Đây. Ủa, cay. Úi tối. Tối thở bao. Ngon các bạn. Anh em nào mà muốn gọi là đổi vị ấy, thì anh em mua thử cái gói sốt Hàn Quốc này về ăn thử các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà thực sự mà để ăn nhiều ấy, thì anh em cũng có cảm giác ngấy nha các bạn nha. Và đặc biệt là cho ít ớt hơn anh em mình một xíu ấy, thì nó sẽ không có quá nhiều vị cay nha các bạn nha. Đây là anh em mình cho hơi nhiều ớt thì nó hơi cay cay. Nói đầu à. Nói các bạn ạ. Hôm nay ấy, là anh em mình khi mà anh em mình trải nghiệm cái món đùi gà sốt cay Hàn Quốc này ấy, thì đầu tiên là mình thấy là nếu mà anh em mình sốt kiểu này ấy, thì cái thịt ở bên trong của nó ấy, sẽ rất là mềm nha các bạn nha. Nó không cứng như anh em mình chiên KFC như đâu. Mà nếu mà ăn ấy, thì nó chua ngọt rồi nó cay cay một xíu, rất là ngon luôn. Và đây như mọi người thấy này, còn 2, 4, 6 bảy cái nữa các bạn ạ. Bảy cái nữa, mỗi anh em chỉ còn hơn một cái nữa là hết rồi các bạn ạ. Nhưng mà thời lượng của clip này khá là dài rồi, nên là chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Bốn anh em mà đánh chén hết cả cái mâm đùi gà là mọi người đã biết là anh em mình ăn với sức đó như thế nào rồi. Thì anh em nào có xem được clip này của anh em mình ấy mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình một cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều, ủng hộ anh em mình nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Rồi giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.